Chào mọi người, hôm nay mình sẽ làm món là bánh chuối hấp. Phần bánh thì mình đã làm xong rồi đó các bạn. Nhìn rất là ngon và đẹp mắt luôn. Đây là cái nguyên liệu để mình làm bánh chuối hấp. Thì đây mình có là 700g chuối sim. Bột gạo thì mình có là 3g và 200g bột năng. Còn bên đây là đường nâu và một ít muối. Đậu phộng thì mình đã rang sẵn và 200ml nước cốt đặc. Và giờ thì mình sẽ đi bóc vỏ cái phần chuối này. Khi mà mình hấp cái phần bánh chuối á, mình sử dụng cái loại chuối mùi á, thì mình hấp lên cái phần bánh chuối của mình nó rất là ngọt và ngon luôn đó các bạn. Còn mình sử dụng cái loại chuối chưa mùi á, thì khi mình hấp lên cái phần bánh chuối của mình á, nó cứng và nó không có được ngon. Phần chuối khi mà mình bóc vỏ xong á, thì mình sẽ đi sắt lát mỏng ra như vậy nha các bạn. Mình sử dụng là 700g chuối thì mình dùng là 200g bột năng. Nếu bạn nào muốn ăn chuối nhiều hơn á thì mình có thể thêm chuối vô nha. Mình sẽ chừa hai trái này lại để lát khi mà mình để cái phần bột lên á thì mình sẽ sắt miếng mình để lên bề mặt. Khi mà chuối sắt xong á thì mình để vô một cái tô và mình sẽ để 200g bột năng vô. Mình sẽ đổ hết vô đây luôn. Còn phần bột gạo thì mình dùng là 3g. Mình để bột gạo vô để mình dằn cái độ dẻo lại. Còn nếu bạn nào muốn ăn dẻo nhiều thì mình không cần để bột gạo vô nha. Và đường thì mình dùng là 2 muỗng đường nâu. Tại vì trong chuối nó có độ ngọt nên mình chỉ để 2 muỗng thôi. Còn muối thì mình để là một ít muối vô. Và bột nghệ thì mình để nửa muỗng để cho cái phần bánh của mình nó có cái màu được đẹp hơn đó các bạn. Nước thì mình dùng 200ml nước và mình sử dụng cái loại nước ấm. Mình đừng có sử dụng cái loại nước nóng quá thì như vậy khi mà mình đổ vô bột cái phần bột của mình nó bị chín. Mình cứ đổ từ từ và mình dùng giá mình trộn đều lên. Mình trộn khi nào cho cái phần bột và chuối của mình á nó đều với nhau. Bột thì mình trộn như gì được rồi nha các bạn. Mình trộn sao á cho cái phần bột của mình nó hơi kẹo sền sệt nó như gì nè là được. Mình đừng có làm mà lỏng quá mà cũng đừng có đặc quá đó. Mình trộn nó kẹo như gì. Mình chuẩn bị hai cái sửng như gì, mình sẽ đổ dầu ăn vô đây, mình sẽ thoa đều bề dưới và bề trên, mình thoa đều hết luôn nha. Để cái bánh của mình khi mà mình hấp lên nó được đẹp hơn á thì giờ mình dùng đũa và mình sẽ đi sắp cái những miếng chuối này, mình sắp đều qua luôn đó. Mình sắp như vậy, mình sắp khi nào mà giáp dòng thì thôi. Như vậy cái phần bánh chuối của mình khi hấp lên á thì mình sẽ thấy những miếng chuối rất là đẹp luôn.
Phần chuối của mình khi mà mình sắp xong á, thì mình sẽ để bột vô. Mình sẽ để điều vô luôn. Khi mình để điều vô xong, mình dùng giá và mình sẽ sắp đều những cái miếng chuối này lại. Đó, mình sắp đều như vậy. Và lúc này thì mình sẽ để cái phần chuối mà nãy mình chừa lại á, để mình sắp lên bề mặt như vậy. Mình sắp lên như vậy khi mà mình hấp cái phần bánh chuối lên á, nó được đẹp hơn và cái phần chuối nó ửng lên bề trên như vậy. Mình cứ sắp sao mà khi nào hết thì thôi. Chuối khi mà mình sắp xong á, thì mình sẽ gứa một ít bột lên đây. Mình gứa cho đều cái phần chuối. Đó, mình gứa đều như vậy. Và khi mình gứa đều xong á, thì mình dùng muỗng á, mình chà nhẹ lên để cho cái phần bột và chuối á, nó đều lại với nhau. Đó, giờ mình chà xong rồi nè. Mình chuẩn bị một cái nồi để mình đi hấp cái phần bánh. Thì mình sẽ để cái phần bánh vô đây. Mình sẽ hấp cái phần bánh này trong vòng 25 phút nha các bạn. Nếu mà bánh nó dày hơn á, thì mình có thể hấp trong vòng 30 hoặc 35 phút. Và giờ thì mình sẽ đi đậy nắp lại để mình đi hấp cái phần bánh. Trong thời gian mà mình đi hấp bánh á, thì mình sẽ đi làm cái phần nước cốt. Thì mình sẽ đổ hết cái phần nước cốt dừa vô đây. Và một ít muối. Đường á, thì mình sẽ để vô đây là 2 muỗng đường. 2 muỗng như gì. Và mình dùng giáo và mình sẽ xơ đều cho cái phần đường và muối nó tan đều ra. Và lúc này thì mình sẽ để cái phần bột bán vô. Phần nước cốt của mình thì như vậy được rồi nha các bạn. Thì lúc này mình sẽ để bột năng vô. Mình để cái phần bột năng vô để cho cái nước cốt của mình á, nó kẹo lại thì như vậy rất là ngon. Và mình dùng giá mình sẽ xơ theo một chiều. Và cái phần bột bán á, của mình nó cũng đã chín rồi. Cái phần bột bán nó trong lại như vậy là nó đã chín. Thì giờ mình nêm nếm cũng đã vừa ăn. Giờ mình sẽ tắt bếp và mình sẽ đem ra ngoài. Mình hấp bánh thì thỉnh thoảng mình mở nắp ra để mình đi lau cái bề mặt của cái nắp nè, để cho cái phần nước nó không có gõ xuống cái phần bánh của mình. Và giờ mình sẽ hấp thêm là khoảng 15 phút nữa. Phần bánh của mình thì nãy giờ mình hấp cũng được 25 phút rồi đó các bạn. Wow, màu rất là đẹp luôn. Để biết cái bánh nó chín chưa thì mình dùng cái tăm và mình sẽ xiên xuống. Phần bột nó không còn dính lên tăm nữa thì như vậy cái phần bánh của mình nó đã chín rồi đó các bạn. Thì giờ mình sẽ đem ra ngoài. Đây, cái bánh của mình thì mình để nó đã nguội rồi đó các bạn. Khi mình hấp xong á, mình để cho nó thật là nguội để mình cắt nó được dễ hơn.
Mình sẽ dùng dao rồi mình sẽ đi cắt cái bánh này ra. Bánh đã cắt xong thì mình sẽ để cái phần nước cốt lên. Và mình sẽ rưới một ít đậu phộng lên luôn. Bánh chuối hấp của mình thì mình đã làm xong rồi nha các bạn. Mình rưới một ít đậu phộng và nước cốt lên. Nếu bạn nào ăn hành thì mình để thêm hành vô trong cái phần nước cốt nha. Món bánh này thì mình làm rất là đơn giản mà lại rất là ngon.